chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Sáng nay ba sáu trích có việc, ba sáu trích phải lên văn phòng ở công ty nên là ba em đi xe lên đấy. Còn bây giờ ba mẹ con đi một xe của mình lên trên đấy gặp ba sáu trích và ăn trưa ở trên đấy. Sau đấy thì lúc về có thể là em sói sẽ đi cùng xe với ba. Em trích làm sao ấy nhở? Zoe, mẹ bảo Zoe vào xe cơ mà. Zoe, con làm gì đấy? Mẹ bảo con vào xe chứ có phải là chơi scooter đâu. Hả? Mommy see? Are you okay? Are you okay? Tập đi scooter hai bánh à? Mẹ xem nào. It's okay. Mommy see? Can I have a look? Do like this. Do like this. Để mẹ nhìn. Ủa, cái vết này nó lại nứt lại chảy máu ra. Okay, up, up, up. Let mommy see. Up, 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 up. Put your hands up. Con giơ cái tay lên. Thế. Rồi, nào, đi vào đây. It's okay. It's alright. Không sao hết. Cái vết xước của tay em đang lành, nó lại nứt ra. Con không đi scooter ba bánh của con đi hai bánh làm gì? Con đã tập đi hai bánh đâu. Này, lợn này. Anh sói lên xe rồi. Nhanh. It's okay. It's okay. Mommy get you tissue. Lên xe nhá. It's okay. It's okay. Không sao hết. Kiến cắn có cái gì đâu. Bỏ ra mẹ xem nào. Bỏ tay ra mẹ xem nào. Open up. Mẹ xem nào. Mẹ xem nó đã hết chảy máu chưa. Okay now. Keep pressing on it. Rồi đấy, cứ giữ vào trong đấy. You okay? Okay. He going now? Okay. It's okay. Please can I have? Please can I have? Con muốn gì? What would you like? I want. Mommy gonna stop at 7-Eleven, and we can get something there. Something from home. From home. What would you like then? Daddy bar. Big apple snack bar. Big apple snack bar. I don't want something from 7-Eleven. Okay, 7-Eleven. Okay, we're going now, guys. Okay, keep pressing on it. Okay. Con phải giữ tay vào cái giấy này này vào vết thương để cho nó thấm máu. Yeah, that's an aeroplane. Yeah, aeroplane, máy bay đấy. Mãi thì cũng tìm được chỗ đỗ xe. Hôm nay đông lắm. Cứ cuối tuần mọi người đi chơi ở trên này nhiều mà. Zoe, hấp hấp hấp. Em ngồi xuống. Ui, nhảy. Hấp hấp hấp. Ở ngoài gió. Gió mát mát xe xe. Nha. Hấp hấp hấp. We going up. Yeah, going up. Raphael, which level are we? Do you know where are we? P1. The green one. P1, okay? Màn hình cảm ứng đấy. Nhưng mà không chơi điện tử được đâu con ạ. Thằng ấy lộ thế. Come on, Ruff. Gotta go now. Hop off. Good boy. Cover your mouth. Cover your mouth. Get down. Yeah, but we're gonna go on the lift now. Cover your mouth. Yes. We're gonna go on the lift now. Okay, go up level A. Come on. Đi con, nhanh. Come, come. Hai anh em đi tìm ba nào. Look around, where's daddy? Look around, where's daddy? Raphael? Daddy over there. Over there. Go. Take my hand.
over here. Over here. Come on. Later. Come on. Tìm ba đã. Đâu nhỉ? Where's daddy? La la la. La la la. Kìa ba đứng ở kia kìa. Bạn phải look. Daddy over there, look. Daddy over there. There. Go. Zoe, daddy over there, look, follow Rafi. Daddy stand over there. Say dad. 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 Go take daddy hand. Maybe daddy can take you to the game shop later. Run, take daddy hand. Rafi. So, keep going. Take mommy hand. Come on. Yeah, boy club. Take Zoe hand then. Uống chung với mẹ. Is that nice? How about your apple juice? Cái ống hút giấy này làm sao mà nó cứ làm bọt nó sủi lên thế nhở? Rồi nhắm nhắm nhắm. Ba em không biết là đi gọi đồ ăn gì, ha 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 ha, cuối cùng lại ăn đồ ăn Việt. Mình cũng ăn phở đây. Con cứ ấn nó xuống theo thôi, nó tụt xuống đấy rồi. You okay, Zozo? À, không như thế, Rafi. Thế thì ai mà uống được nữa? Em đứng đấy làm gì đấy? Thấy đám cây là xà vào. Xà vào làm gì đấy? Zoe. Cái cây này giống cây strawberry thế nhở? Lá giống. Rồi look. Cây thật đấy em ạ. À. That's a real tree, Zoe. Say cheese. Sazo. Quay đây mẹ xem nào. Nhà hàng này là nhà hàng hồi bà ngoại sở thích ở đây. Cả nhà ăn mùng 8 tháng 3 ở cái góc này. Come on, Zozo. Jimmy's. Jimmy, Jimmy's. Nhanh. Come here. Zoe. Quay đây mẹ xem nào. Oh. Cheese. Oh. Là đây có ăn được chứ. Should we go now? Đi đi con đi. Tay. Tay em đâu? Nhè. Yeah. Anh sói với ba em đi với nhau rồi. Sói về với ba, chích về với mẹ. Nhâm 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 nhâm.
Biết ngay mà, anh sói đi với ba kiểu gì cũng được mua đồ chơi. Thôi lần trước em trích đi cũng được ba em mua cho cái Peppa Pig rồi. Thì lần này là anh sói nhá, đến lượt anh sói. Không sao, lần trước con có rồi. Lần trước con đi ra ngoài với ba, ba cũng mua cho con, anh không được cái gì cả. Thì lần này là của anh. Nào, bây giờ con phải xem là mảnh nào sếp hướng dẫn như thế nào. Ok? Sếp cái gì trước nào? Which one first? What is this, Ruffy? Yeah, but what's this one? Skeleton. Roblox? No, is this skeleton? Or Minecraft? This is a skeleton. Minecraft Lego. Open up, mommy can help you. Come on. Yeah, open. Thế con mở ra đi, con mở ra đi. Ba mẹ con mình cùng xếp. Or you need to ask daddy though. Dad! You need to come and help the boy. Now let me see. Nào, bóc ra nào. Xếp cái gì trước? Which one first? Which one you wanna build first? The head. Hmm? The head. The head. This one? This guy? Yeah. What this guy name? A skeleton. Raphael skeleton. No. I have bones inside me. Okay, you have bone inside you. Bone. Okay, let's see. You need mommy help? Yeah. Or you can open it. Mommy can help you too. Oh, this one already open. Yep. Can we put them all out? Don't. Why not? No, we can find Zoe, a bit easier. But Zoe, no, no, Zoe won't take anything. Em không lấy cái gì cả, con cứ đổ hết ra. But Zoe will get them. Zoe nhờ, em chẳng lấy cái gì cả. Zoe ăn strawberry không? Không ạ, uốn mặt phụng phịu. Zoe muốn giúp anh sói xếp không? Không à. Yeah. Say please, Rafi. Can I help you? Can I play with you, please? Now, mommy see, we need one of these, Rafi. Rafi, this one, a square one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. With 9 button. A square one. Can you find the square one? With 9 buttons on it. And I think it is white. Màu trắng nhá. Màu trắng. Chích kìa. Nhìn thèm thuồng quá à con. Do you need my help? Yep. Okay, let me see. A white. I think maybe this one. This guy. But it's not white. It's white. Look. It's not white. It is white. Look. Can you count how many button? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So this one. And then we need one of this little one. This little guy. Gray. Yeah. A little gray square. One button. There. Đúng rồi. There. Found it. You found it. And then we need one of these. Two button. And a little thing hanging out. A rectangle. Có hai cái nút. Với lại có một cái chỗ vòng vòng ra ngoài. Two button, rectangle. Hình chữ nhật này. Hai cái nút. How about this? Is that the one? No. I think so. Look, look, look. Found it. That's not the key. Here. Is that the one? Yes. Đúng không nhỉ? That's not the piece. Đúng không? Piece we need. Đâu mẹ xem nào.
Hà ngon. Có phải cái đấy không? Đúng không? Is that the one? Yeah. Okay, yeah. Well done. And then now, what do we need? We need two of these little guys. Okay. Two white one with three button on top. Two white, three buttons on top. Hai cái màu trắng với ba nút ở trên. Mẹ xem nào. Đây nhá. Two white. That's the four. There's a four. We need three. Is that three? There you go. And then one more here. Đây còn một cái nữa đây con. Một cái nữa đây. Yeah, we need one more. See? Two. Two of this. But I found it. Yeah. Oh, you found it. Okay. And now here we need one square one with one button. Okay. One button. Đấy con phải nhìn vào đây. Xong rồi con tìm những cái mảnh như thế, xong con xếp vào như cái hướng dẫn này. Em biết đấy. But that's for it. And Let mommy see. So that's for. Đây 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 rồi. Yeah. Mẹ tìm thấy rồi. I can build a skeleton. No, I want to build. Not this one. Not this one. Hmm. A third one. Oh, here. Mẹ tìm thấy, có đúng là cái này không? Is that the one? Yeah. Okay. Okay. No. That's the one. Look. Đúng rồi. Rafi, look from here to here and then here. Con phải nhìn chứ. So, found it. Đâu vậy xem nào. Wow, that's right. Đúng rồi. Thế bây giờ tiếp tục sang cái này nhá. Two of these. Two of these. I think I found one here. Đây mẹ tìm. Hey, we can share. That one. And then this one. There you go. Mình cứ xếp cái của mình. Còn để cái em. It's okay, it's okay. Em có thể chơi với những cái nào mà anh sói chưa dùng đến. Rafi, Zoe can play with something that we don't need at the moment, okay? Yeah. Okay, next. Yeah. We just concentrate on our project. So now we need two small square, one button. Two small squares and one button on top. Yeah, don't make sense. That white. Is that right? Like the white. Where? The white one. And then you need one more of this. Look like this one. Look like this guy. Where? Where are we gonna have that? Can you find it for me? Yeah. Of course I can. Yeah. Oh here. Mẹ tìm thấy rồi đấy. Đây. Okay. Now. Raphael. What? What did you say? Thank you. Thank you, not sang. Thank you. Thanks. Thanks, mom. Thanks. Good boy. Okay, let mommy see. So we got this. You got that three together. I think that one have to supposed to be on top of that. Yeah, is that the one? And then you need one of these. A gray one with two buttons. A gray one with two buttons. Nào, cái nào nào? Hai nhá. Hai nút nhá. Found it. No. Is that the one? Yeah, yeah, that's the one. Okay. What else? Next. Next, those one. Đây cái loạt này. Một cái dài phẳng. Một cái vừa vừa phẳng với lại một cái này. That's right.
This one is the... Yeah, look. Here? It goes here. Yeah, here. Okay. Not that one. Not that one. No, I found it. Say. Let mommy see. Can I have a look? Enjoy it. Stupid haircut. Let mommy see. Nào. Ta-da. Ta-da. Xong rồi. Cầm lại gần đây mẹ xem nào. Wow. This look very cool. Oh. Đảo tóc à. Đảo ngói. Oh my god. Raffi, look at his hair. Có mũi tên nhá. Where's the bullet? I lost it. Nào con. Cái arrow đâu? Cái mũi tên đâu? Oh, he's turning around. Hang on. Ay. Back to front. There we go. Hello. Say cheese. Raffi, take a photo with your Minecraft boy. Come on. Đấy, chân tay di chuyển được hết nhá. Bùm 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 bùm. Có cái mũi tên. Ơ. Là hai cái thanh nhựa nhựa đâu rồi? Thanh nhựa đồ ấy. Đồ tròn để cho. Để cho anh này anh ấy bắn. Tóc. Đây là toàn bộ tóc, nhưng mà sói gỡ hết tóc ra rồi. Cái đầu này là ngược. Raffi. Đây mái đây. Mái nhá. Tóc mái nhá. Raffi, put this back together please. The hair. Ta-da! Đấy, tóc phải như thế chứ. Tóc phải dài ngắn mái mưa các kiểu thế này chứ. Okay, put him down, let mommy see. Turn him over here. Hello. Raphael, say cheese. Look at him in the camera. I can see it. He looks like you. No. What's his name? A skeleton. A skeleton? Okay. Trích chán quá, không chơi được với anh. Ba em trích lại sang bên nhà ông bà nội rồi. You wanna go to papa? Bring this over to papa. Show papa. Đi. Cầm cái này sang bên nhà ông bà nội. Look, the black bit. The black bit. Where did you find it? Con tìm thấy cái đấy ở đâu ấy? I found it. Okay, look. Tay này. Tay di chuyển 360 độ luôn. It's not getting off. Okay. Mommy, can you help me put it off? Hello. How? Put it off. Off để làm gì không? Cái mẫu này là ở đây là đúng rồi con. Đây, từ từ để mẹ xem. Mẹ em không hiểu cái này là cái gì luôn. Cái này là kiểu như là thú thần à? Thú thần để đi theo cái anh kia. Không hiểu là cái gì luôn. Put it off, like. No.
It's supposed to be there. But what? It's supposed to be there. That's a leg. Đây là chân. Con. Jump, jump, hop, 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 hop. Jump, jump. Hop, 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 hop. Should we bring them to Nana Papa? Đi con đi. Cầm sang bên nhà ông bà nội đi. Cho anh này đứng lui vào đây. Đứng lui vào đây. Ở giữa này. Chị đứng ở ngoài chấp chơi quá. Oh. Rafi, help mommy. Oh. There we go. Okay, better now. Let's go. You happy? Are you happy? We can take a photo and send it to Oliver. Yeah, Raphael, are you happy? Yeah. Yeah. Muốn chụp ảnh để gửi cho anh Oliver. Okay, turn over here, mommy take photo of you too. And we can send it to Oliver. Turn over here. Cheese. Turn his face. Yeah, say cheese. That's a nice one. Now, đi sang bên nhà ông nội nào. Come on, okay. Let's go. Just bring him. Left those two home. In the box. Con để vào đây. Thì nó không mất cái bộ đấy. Ok. Ngồi gập gối ở dưới đất xếp với sói mà bây giờ mẹ em tê hết cả chân rồi đây. Nào, bây giờ lại sang bên nhà ông bà nội chơi. Mang hướng dương sang đấy ngồi nhâm nhi. Mình sẽ ngồi xem TV show. Sói trích ba em xử lý quản lý ở bên đấy. Come on Rafi. Đi đi. Em cầm hướng dương sang. Con cha vẫn còn. Đi con đi. Come on. Giữ cửa cho mẹ. À. Ba về lần nào là ba em cũng đâm vào cái tủ lạnh này. Xe ba em ngắn hơn xe mẹ em thế mà không cũng không à. Rafi, wait. Where's the garage remote? Ba cầm đi rồi. I don't know. Wait. Xe ba em ngắn hơn xe mẹ em nhé. Mà ba em không căn được. Rồi. Raphael, no. Sang bên nhà ông bà nội lại tháo hồ kem với đồ ngọt này. On daddy toes. Mom, look, she's super drunk, look. Shh, I'm not.
No more. No more. Aw, good girl. So enough. Enough, enough. Love you, baby. Không, em không cần bát. Em ăn ở trong cái hộp đấy được rồi. Ăn đi. Hôm nay nhà sở trích ăn tối ở bên nhà ông bà nội. Nhé. How can you make chicken nuggets? No, mommy not gonna make chicken nuggets. I'm making cheese stick. Sở trích chuẩn bị đi tắm nhá. Mẹ em thì sắp đồ để làm món phô mai que. Phô mai chiên ấy. Mình phải làm sẵn tối nay, sau đấy thì cho vào để tủ đông. Mai bỏ ra chiên. Yeah, cheese stick. Like your favorite one, yeah. Phô mai mà mình dùng đây, mozzarella, bột mì này, bột giòn bánh mì này, với lại trứng. Bây giờ mẹ em sẽ cắt phô mai này ra để làm thành những cái thanh nhá. Bằng đầu ngón tay này thôi, sau đấy thì là mình cho vào bột mì, rồi là nhúng vào trứng và cuốn nhúng vào cái bột bread crumbs để cho nó bọc ở bên ngoài, khi mà mình chiên nó sẽ giòn ấy, như kiểu tôm chiên này này. Ho ho ho, mẹ em chuẩn bị đã nhá. Yeah. Yes. Phô mai mẹ em cắt thành những cái thanh như thế này đây. Trứng. Tạm thời là dùng 3 quả trứng. Nếu mà thiếu trứng để làm chất dính ấy thì mình sẽ đắp thêm trứng vào. Tạm thời là làm 3 quả đã. Không thì nó lãng phí á. Yeah. Yeah. Bột mì này. Bột giòn này. Trích đã tắm, đã thay đồ xong. Còn anh sói thì vẫn y nguyên Nguyễn Y Vân, đúng không? Jojo, you're tired? Con mệt à? Chiu. Mẹ em phải lấy cái gấp để đũa gấp đi. Bắt đầu này. Đầu tiên là cho que phô mai vào trong bột mì. Lăn. Để bột mì bao đều cái miếng phô mai của mình á. Rồi gõ đi. Gõ những cái phần bột nó dính, nó phủ nhiều quá ấy. Mình chỉ cần nó bao vừa đủ một lớp như thế này. Tiếp theo là cho vào trứng. Cũng lăn. Rồi. Đợi mẹ một xíu. Sau khi lăn trong trứng xong thì thả vào đây. Bột giòn. No, so. Okay. Bỏ cái này ra đây đã nào. Em ho. Lăn một lượt bột giòn. Rồi mình lại cho lại vào trứng. What's this? So look, wee.
cho nó đều 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 đều. Mình lại cho lại vào trứng này, lăn qua lăn lại một lần nữa. Yeah, mẹ em phải dùng cái đũa mới được, đũa gắp nó lên. Rồi lăn qua bột giòn này, lượt thứ hai thì nó sẽ phủ rất là dày đều giòn ngon ấy. Wow, now like this. Rồi. Cười gì mà cười? Cười gì đấy? Hey. Yeah, Zozo. What's that? Tay em. What's đấy. Và mình cho vào trong khay. Khay này thì mình có trải cái giấy á, giấy nướng bánh á, giấy dùng ở baking ấy. Để nó không bị dính. Và cứ làm như thế, khi nào làm xong mẹ em cất cái này vào trong tủ lạnh, để tủ đông cho nó đông, cho nó bột với lại phô mai dính chặt vào với nhau, để chữ lúc nào mình thích thì mình bỏ ra mình nấu. Rất là ngon, rất là đơn giản, rất là dễ em nhỉ. Mẹ em làm đã nhá. Rồi help mommy nhá. Yeah, love you. I'm gonna leave you. Yeah. This was what I did. Yeah. Xong hết rồi đây. Em trích đợi mẹ lâu quá. Em buồn ngủ. Tự về phòng ngủ rồi. Bây giờ mẹ em cất cái này vào trong tủ đá, để đến ngày mai thích ăn lúc nào bỏ ra lúc đấy để dán. Ta-da. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhá. Bye.